Thành phố Thủ Đức có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Song song với phát triển kinh tế, công tác quân sự quốc phòng luôn được Thành phố Thủ Đức quan tâm, đặc biệt là việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Dù ngày nắng hay mưa, nhưng trên thao trường trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Thủ Đức, các chiến sĩ dân quân của phường Long Thạnh Mỹ vẫn hăng say luyện tập võ thuật, huấn luyện lá chắn và các tư thế bắn súng. Những động tác này để thực hiện đúng kỹ thuật đều đòi hỏi một quá trình luyện rèn nghiêm túc. Thời tiết ban ngày thì nắng nóng, đôi khi có mưa, cho nên là cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến sức khỏe luyện tập rồi trong quá trình. Tuy nhiên là bản thân cũng rất cố gắng là duy trì chế độ luyện tập cho nó hiệu quả, ăn uống hợp lý cũng như là nghỉ ngơi, là thực hiện cái chế độ trong ngày. Cố gắng làm sao trong quá trình luyện tập là đem kết quả cao nhất về cho đơn vị. Để cán bộ chiến sĩ sao vuông không những tinh thông kỹ chiến thuật mà còn vững vàng về chính trị, tích cực chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện lực lượng dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, góp phần trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức đã xác định 3 điểm đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Trong đó, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được đặt lên hàng đầu. Năm nay, Ban Quân sự Thành phố Thủ Đức sẽ tổ chức huấn luyện một đại đội dân quân cơ động tham gia diễn tập có bắn lần thật, phối hợp với trung đoàn gia đình. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi là cán bộ chiến sĩ phải tập trung cao độ, đồng thời tổ chức huấn luyện nâng cao chất lượng cũng như thứ hạng trong hội thao quốc phòng do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Với việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá, nên khả năng sẵn sàng cơ động, phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố Thủ Đức không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc tăng cường củng cố thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.